Hôm nay là một ngày đặc biệt vì Khoai đã trở lại bản phùng rồi đây. Chúng ta sẽ cùng nhau được gặp lại mấy em nhỏ và có một món quà bí mật gửi đến gia đình chú Minh. Nhưng mà trước tiên thì Khoai sẽ ghé xin mình. Hai, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang và xung quanh Khoai. Mọi người có thể nhìn thấy phía sau lưng Khoai là một cái cánh đồng hoa đủ màu sắc. Và trước mặt Khoai cũng là một cánh đồng hoa tam giác mạch. Xa xa phía sau kia là một cái hẻm vực và chỗ Khoai đang đứng thuộc huyện Xín Mình, tỉnh Hà Giang. Và cái thảo nguyên Khoai đang đứng đợt này chính là thảo nguyên Suối Thầu, một thảo nguyên rất nổi tiếng gần đây. Hôm nay Khoai có dịp Khoai quay về lại Hà Giang để mà đến thăm mấy đứa nhỏ ở Hoài Su Phì, Bản Phùng. Nhưng mà trước tiên thì Khoai ghé qua Xín Mình tham quan cái thảo nguyên này. Mấy lần đi ngang qua rồi nhưng mà chưa có dịp vô quay chi tiết để mà chia sẻ với mọi người. Giờ thì Khoai sẽ đi tham quan vòng xung quanh khu đây. Ở đây thì bà con hay trồng hoa tam giác mạch, trồng ngô, trồng lúa cho khách du lịch vô tham quan và chụp hình. Mỗi lần chụp hình như vậy thì mình chỉ cần trả tiền khoảng 20.000 một người thôi. 20.000 một lần chụp, mời quý khách vô chụp hình. Sau lưng cũng 20.000 một lần chụp luôn. Chỉ cần 20.000 thôi quý khách ơi. Hai chục ngàn cho anh Khoai vô bệnh viện các em mọi người ơi. View đẹp, bông đẹp, sông đẹp. Này là bông tam giác mạch. 20.000 thôi. Chỉ 20.000 thôi. Tối nay thì Khoai sẽ ở một đêm Xín Mình và ngày mai sẽ thẳng tiến tới Hoàng Su Phì. Vì bây giờ trời cũng tối rồi, trời tối mà đi đường đèo cũng nguy hiểm. Mấy nay mưa quá nên đèo này nọ cũng sạt lở nhiều. Đường đi vào trong Suối Thầu này mọi người sẽ nhìn thấy là một cái đường đan nhỏ thôi, vừa để ngang cho một cái chiếc xe bốn bánh đi thôi. Cho nên là đi đường này thì cũng phải cẩn thận và tay lái phải cứng cứng nha. Mình đang đi qua một cái cua cùi chỏ và mình phải chạy rất cẩn thận. Ở đây thì có camera 360 và chính xác cho mình có thể canh đường dễ hơn. Sáng hôm sau, bây giờ thì Khoai đang đi tới cầu Suối Đỏ là khoảng tầm 1.5 tiếng nữa là tới được Bản Phùng. Thì cái đường đi ngày hôm nay Khoai thấy hơi sạt lở nhiều do mùa mưa. Và nghe nói luôn là cái đường từ cầu Suối Đỏ vô Bản Phùng là nó xấu kinh khủng và có nhiều chỗ là đất đai các kiểu, là mình phải đi chậm chậm trường trường qua. Phía bên kia có nhiều ruộng bậc thang đang chín vàng và cũng có một số chỗ người ta gặt mất bớt rồi. Đợt này Khoai lên là ngay cái mùa mà lúa chín luôn, thành ra khách du lịch đi nhiều lắm. Năm nay Khoai quay lại vùng cao Hoàng Su Phì ngay mùa lúa chín, cho nên mọi người sẽ nhìn thấy một cái màu vàng xanh xanh rất đặc trưng ở nơi đây. Tự nhiên cái Khoai nhớ tới cái ngày đầu tiên mà Khoai tới nơi này cũng ngay mùa lúa chín. Đợt đó thì Khoai tới đây để tham gia lễ hội cơm mới của bà con người La Chí. Mục đích đơn giản chỉ là một đứa đi du lịch lang thang khắp nơi thôi. Nhưng mà tình cờ nhờ vậy mà gặp được tụi nhỏ, nên bây giờ mới có cơ hội quay trở lại đây nữa. Nhưng mà lần trở lại này chắc chắn không phải để tham gia lễ cơm mới rồi, mà chúng ta sẽ có một bí mật, một bất ngờ nho nhỏ dành cho gia đình chú Minh. Mọi người có đoán được đó là gì không? Hãy để Khoai gợi ý nha. Đó chính là một vật dụng giúp cho mọi người đi lại dễ dàng hơn và thuận tiện hơn trong công việc, nhất là công việc đồng áng, mình có thể thay cho cả con ngựa thồ hàng. Đó, gợi ý xíu vậy thôi. Đi qua khỏi khúc cua này thì Bản Phùng đã xa xa lấp ló trước mặt rồi. Cái mảng màu xanh xanh lá phía trước chính là nơi mà chúng ta sẽ có vài ngày tới ở đó. Mọi người chờ Khoai nha. Chúng ta đến với căn homestay quen thuộc. Hôm nay là thứ hai ngày đầu tuần. Đây à. Bây giờ thì Khoai sẽ đi theo anh Hiếu để lên coi căn homestay mới của anh trên đây. Mấy con này đặt tên chưa anh? Mấy con này chưa. Có kia mặt chứ Hương. Nó như cục bông. Con kia dễ hương quá. Ủa chó này chó gấu nè. Con kia cột đuôi nè. Gấu. Có phải là con của con gấu không ta? Phải đó.
Ủa. Ôi khôn dữ trời, thấy người lạ là biết né rồi. Có đúng cô vàng chưa? Có đúng cô vàng chưa? Dạ. Yeah. Đẹp ha, vàng rực luôn á. Thì ra là chìa khóa nhưng mà anh để mấy cái đèn lập lè dễ thương không nhờ, đủ màu hết. Anh nói là đây là phòng VIP nha. Thơm mùi gỗ, gỗ này gỗ sa mộc hả anh? Xin chào bạn Phùng, đã lâu rồi mới gặp lại. Nhà vệ sinh, view xuống bãi. Bây giờ là cũng 5 giờ mấy, 6 giờ rồi. Và mọi người nhìn thấy là mặt trời bắt đầu lặn lặn ở phía sau kia. Khoảng sáng sớm mai thì nguyên nhóm sẽ đi xuống bản sớm và gặp gia đình của Khánh, Phùng với lại mấy đứa nhỏ ở dưới đó. Khoai thì vẫn chưa có báo mọi người là Khoai lên đây chơi, tại vì không biết sao nữa, mình thích những cái điều mà bất ngờ hơn. Sáng hôm sau một lần nữa, hai nhân vật đặc biệt đã xuất hiện lấp ló đằng xa và chạy từ thị trấn lên tới trên này. Mất 2-3 tiếng đồng hồ chỉ để giúp Khoai giao một món quà. Đây là cốc, đây là muối nữa em. Em về đó. Dạ, em chào. Ờ, dựng đợi đó, đỡ đi, lát nữa mình xuống bãi. Hát đi, mà hát chứ. Mừng ngày sinh nhật của em. Ủa, có cái đó luôn hả? Ơi, còn nguyên luôn, đẹp như vậy? Quá đẹp. Có chết, có tiền nữa. Này là nhờ cái bạn bên chỗ mà đại lý xe máy á, xong rồi Khoai lúc sáng có nhờ em đó mua giùm. Rất là cảm ơn em vì đã hỗ trợ cầm nguyên cái này từ dưới thị trấn lên trên đây. Xa mà cầm cũng cực nữa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cầu nguyện đi. Sẽ bánh keo đi. Mời bạn Thùy ăn. Béo, ngọt. Ngán. Em bảo anh lên Thùy ăn rồi mà đúng không? Anh lên bao giờ? Ai bảo em? Em vừa mới bói xong. Thấy anh trên trường tiểu học gì á? Thích ngay mà. Rồi, giờ xíu nha, anh xuống liền. Vâng. Ừ. Rồi, đi trước đi các bạn. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thẳng tiến xuống bản Phùng. Càng ngày đường nó càng bị hư. Mọi người có nhớ lần trước không? Mình tới vào mùa nước đổ. Còn lần này thì bản Phùng vàng rực. Mọi người có thể thấy là bây giờ thì lúa bắt đầu chín và vàng rất là đẹp so với lần trước mình tới. Hãy
Dạ con chào chú. Dạ con xuống từ ngày hôm qua. Dạ. Con đến muộn đến sớm. Con đến đây lúc 5-6 giờ tối. Dạ. Nó vẫn xài tốt không chú? Cái này xài ổn không? Sử dụng được không? Rồi, quá mát luôn. Đây là cái viền lai tiền điện đúng không? Cho mọi người xem một tháng dùng điện bao nhiêu tiền nha. 2 tháng hả chú? 2 tháng điện và chúng ta sử dụng hết 12.000 tiền điện, 13.000 tiền điện. Thì trung bình một tháng chỉ có 6-7.000 thôi. Ôi. Cứ mỗi lần về lại bản Phùng thì cái cảm giác quen thuộc này lại xuất hiện. Một mâm cơm gia đình, gà vịt nuôi dưới sàn nhà, nụ cười nhiệt tình của chú Minh. Và ăn bánh không? Ăn bánh không? Lại đây, vô đây chú gửi. Có nhớ chú là ai không? Thì ăn bánh gì? Thích ăn bánh ngọt hay là không ngọt? Ăn bánh ngọt hay là không ngọt? Bye bye. Chú làm cả một con vịt và một con gà luôn. Tôm chiều nay có đi học không? Có. Anh ơi. Ơi. Ôi đâu ra vậy? Ôi cho anh xin. Lúc nào hái cũng sẽ có mấy cái dấu tay bấm vô để xem coi trái ổi này chín chưa. Trái ổi này vừa mới chín tới thôi. Còn chát. Chua chua cứng cứng. Chú Minh đang hướng dẫn rồi chị mấy đứa nhỏ cách làm thịt vịt và cách làm lông vịt lông gà. Ở trên bản là con trai lớn lên là phải biết làm vịt làm gà hả chú? Biết làm thịt gà là lấy vợ, sắp năm sau lấy vợ được rồi. Không, ở chỗ em là thịt gà còn được chứ lấy vợ thì không. Thì ra chơi đến ăn cơm mới về chứ? Dạ không, đợt này tụi con ở vài ngày thôi. Dạ. Nên là không ở lại tới cơm mới là khoảng 10 ngày nữa hả chú? Mình pha trà hả chú? Trà Hà Giang. Dạ. Mời em uống trà ở cái chừng nóng nha. Có vẻ như chú đã phát hiện chiếc xe này là xe mới rồi. Tự nhiên chú đến chú nhìn chú hỏi sao xe lại chưa có biển số. Ở đây thì Tôm đang hái rau cải. Và Tôm vẫn mắc cỡ như ngày nào thôi. Không bao giờ dám nhìn chú Khoai. Nãy giờ mọi người sẽ nhìn thấy thiếu một bạn rất quan trọng, rất hay xuất hiện trong những clip trước, đó là cu Lì. Thì Lì đã đi học cấp 3 rồi. Học ở cái hành trình mà đi học của cu Lì thì cũng trời ơi đất hỡi đó mọi người ơi. Việt Quang ở thị trấn Việt Quang. Thị trấn Việt Quang thì cách đây tới chắc cũng cỡ 3-4 tiếng đi xe bình thường á. Học nội trú thành ra là cũng khỏe. Chỉ có thứ bảy chủ nhật thì mới được về thôi, nhưng mà vì đi 4-5 tiếng cũng xa quá nên thành ra là thường thì Lì sẽ ở trên trường luôn. Để xem nếu mà có thời gian thì Khoai sẽ đi ngang qua Việt Quang và ghé xem coi Lì học ra sao. Cái đợt đó thì cũng mất nhiều công sức và mất nhiều thời gian để thuyết phục Lì với lại gia đình để mà đi học tiếp. Ở trên đây một phần không phải là vì hoàn cảnh không đâu mọi người. Có thể là nằm ở cái chỗ là mọi người ở trên đây cũng không quá coi trọng việc học lên cao á. Người lớn trong nhà
hoặc là trẻ em từ nhỏ tới lớn thì chỉ nghĩ đơn giản là học tới lớp 9 xong rồi đi làm ruộng làm vườn. Cái quan trọng nhất vẫn là làm sao để mà thay đổi được cái tư duy của bà con ở đây, và ít nhất là học hết lớp 12 thì mình sẽ có thể tìm được công việc tốt hơn. Cải mèo này là rau mọc rất nhiều ở vùng cao Việt Nam mình, nhất là bà con ở Hà Giang này nọ. Người ta hay rải cái hột cải mèo. Ồ, cái là huyết hả chú? À, tiếc. Đang ngồi thì Khoa nhìn thấy chú Minh đi vào trong góc nhà, mở khóa chiếc rương. Trong đó chứa một cái gì đó có vẻ rất quan trọng và quý. Hả? Áo anh còn là chị em ấy. Áo hôm bữa em bảo tặng anh đúng không? Đâu để anh mặc thử đây. Đâu cho anh. Thấy bố mở rương anh cứ tưởng là mở cái gì. Rồi. Mà vừa ở đây còn gì nữa. Rồi, phải bỏ cái áo trong rồi. Cái này mặc thì sao? Mặc chéo vậy hả? Dưới này đi mà. Chặt này. Áo này là áo truyền thống của bà con La Chí. Thường là chú Minh nói là Tết sẽ mặc đi chơi. Và được dệt bằng vải lanh truyền thống, nhuộm bằng chàm. Nên nhuộm chàm hả chú? Nhuộm chàm xong là nhuộm củ nâu nữa. Củ nâu nữa. Dạ. Đẹp quá. Áo này sẽ mặc trong dịp gì vậy chú? Lấy vợ. Dạ. Lấy vợ. Tết. Em mặc áo này. Người La Chí thì có một đặc biệt là có một cái khăn dài để quấn lên đầu, hoặc là dùng cái đó để quấn đồ nặng á, lên sang trán để mà có thể khuân đồ được đi. Chúng ta có một con vịt và một con gà. Tôi bị ốm rồi, mua bia qua thăm tôi nha. Đỡ kéo vào nhiều cái nè. Kéo nó đi. Khoa nhìn bầu trời có vẻ hôm nay trời sẽ mưa. Mọi người sẽ nhìn thấy phía xa kìa, mưa đổ xuống rồi. Dạ. Dạ. Chú mua trà xanh rồi cả nước ngọt nữa. Chú ơi, con uống rượu ngọt nha chú. Một, hai, ba. Yo. Mình bị đỏ mặt rồi. Mặt Khoai vẫn còn hơi đỏ một chút do hồi nãy uống rượu. Khoai nghĩ là đã tới lúc chúng ta gửi xe máy cho chú rồi. Chú Minh đang ngồi đằng kia, đang suy tư và trầm tư. Và Khoai nghĩ là chú đã đoán được rồi. Chú Minh ơi, chú đi xuống dưới đây với con tí đi. Chắc là chú cũng biết rồi đúng không? Chú có đoán được chuyện gì sắp xảy ra không? Ê, hồi nãy hôm bữa con cũng có nói là để chú qua đây đi, chú ngồi thử đi. Xe máy này là một người
bạn của con tặng cho chú, nên con chỉ thay mặt con mang lên thôi. Vài bữa nữa, khoảng 10 bữa nữa mới có biển số. Có nó bảo hiểm nữa. Thiệt chưa? À, nếu mà chạy thử phải đổi nó bảo hiểm vô. Nhẹ nhẹ thôi nha chú. Chậm chậm thôi. Xưa chú nói là chú cũng có một chiếc xe cũ nhưng mà hư rồi, giờ mới có một chiếc xe khác để chạy, nên là sẽ phải tập khoảng thêm một ngày, một hai buổi gì nữa chắc là sẽ quen với xe thôi. Giờ thì Khoai sẽ quay trở về nhà mới lại đưa hết đầy đủ giấy tờ xe. Khoảng tầm một tuần lễ 10 bữa nữa thì xe sẽ có biển số. Thì lúc đó chắc là chú sẽ phải ra ngoài thị trấn để mà lấy biển số. Xe này là của một người bạn của Khoai tặng chú. Hy vọng là có chiếc xe này thì chú sẽ đi lên đồng, lên ruộng, chở cỏ, hoặc là làm được nhiều việc hơn, hoặc là có việc gì đó ra thị trấn thì cũng sẽ không phải đợi quá gian hoặc đi nhờ xe người khác nữa. Nhưng mà nếu mà có xe này thì chú sẽ làm gì? Chú sẽ sử dụng xe cho mục đích gì? Chờ thóc, chờ cùi thế thôi, chỉ có gì đâu. Dạ, đây là giấy tờ xe. Vài bữa nữa mình cầm đây ra để mà mình lấy biển số. Phiếu bảo hành ở đây luôn nha chú giữ nha. Dạ, có bảo hiểm xe luôn. Cái này là bảo hiểm một năm con mua sẵn. Biển số thì vài bữa nữa sẽ có, mang tên của chú luôn. Dạ. À, cái này là thẻ cào điện thoại, 500 ngàn. Cái này là chú cứ nạp vào trong điện thoại của chú. Cái này á? Dạ, để lát nữa con nạp luôn cho. Dạ, cũng nếu mà hỏng thì mang ra sửa. Nhưng mà mình mỗi tháng là mình phải đi thay nhớt nha. Chú biết thay nhớt không? Phải thay nhớt định kỳ. Ở đây người ta có tặng cho mình mấy lần á, 10 lần hay gì. Tôm muốn ngồi thử xe không? Em rồi. Cái gì vậy? Đi đâu hả? Sáng không lộn hay sao? Cái này không phải, cái này là đất thôi. Dạ không sao đâu chú, ít thôi. Uống nước. Ui, đừng nhiều quá. Nước lấy cực mà. Thứ gì nước? Ở đây có một cái chùm trái cây mọi người sẽ nhìn thấy. Trái nó nhỏ. Và mọi người ở đây thì không biết tên trái này là gì. Vịnh biết tên không? Không. Nhưng mà mấy em nhỏ ăn được, mình cũng sẽ ăn. Chua. Rất chua. Cái vị chua nó giống như trái cóc vậy. Trái cóc non á. Nó có cái hộp ở giữa. Cảm giác giống như đang ăn một cái trái sori mà có vị cóc. Và đây chính là nếp nương. Chúng mình nói nếp này dẻo lắm, cho nên là sẽ lấy ra chuẩn bị ngày mai đồ xôi cho Khoai ăn. Hey, cái bông lúa nó sẽ có những cái hạt lúa, hạt nếp dính vào trong bông như vậy. Và mình chỉ cần dùng một cái chén thôi. Sau đó mình cạo nó ra. Ngày mai đi sát. Ngày mai mình sẽ đi sát để mà lấy cái hạt nếp ở trong đó, hạt lúa, hạt gạo ở trong đó. Còn cái này mình chừa lại để dành mình làm cây chổi. Mình sẽ bó những cái mà nó rớt lúa ra rồi thành một cây chổi dùng để quét nhà. Thôi quét em. À, mình chà lại cho nó rớt hết luôn.
Đây là cách để làm cho những cái hạt lúa lép nó bay ra ngoài. Lúa này ngày mai mình sẽ cùng nhau đem đi xát nó ra để lấy được những cái hạt gạo, hạt nếp ở trong. Và nếp này rất là dẻo, nấu cơm rất là ngon. Đợt này thì Khoai sẽ không có ở Hà Giang luôn. Khoai chỉ ở có vài ngày thôi, cho nên là cũng không có nhiều thời gian. Mấy giờ? Khi nào em dậy em gọi. Em dậy nha, 4 giờ em dậy. 4 giờ em dậy em gọi, lúc anh còn ngủ mà. 6 giờ dậy. Ta chưa tiến. Mai khoảng 8, 9 giờ gì đó em xuống. 6 giờ, 6 giờ còn ngủ. Mai lại gặp. Dạ. Khoai không ngờ là mấy em nhỏ tụ họp lại đông vậy luôn. Buổi gặp chiều nay quá đông đủ. Và cảm thấy vui vui vì mấy em nhỏ vẫn còn nhớ chú Khoai lang thang là ai. Bye bye mọi người. Bye 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 bye. Và ngày mai sẽ lại là một ngày thiệt vui.